Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Tĩnh. Alo, xin chào bạn trẻ từ Hà Tĩnh. Dạ, anh ấy làm ơn cho em gặp bác sĩ được không ạ? Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Dạ vâng ạ. Chị nghe em nói đây. Chị làm ơn cho em hỏi, chị em đã chồng cách đây được 3 tháng nhưng không có về nhu cầu về quan hệ tình dục á. Thì chị cho em hỏi là em có bệnh gì và cách chữa trị như thế nào ạ? Cái thứ nhất là lấy chồng được 3 tháng rồi nhưng mà không thấy có nhu cầu quan hệ với chồng à? Dạ vâng. Không có bất kỳ một ham muốn nào hoặc là bất kỳ về sự cái cảm giác cái thỏa mãn nào cả. Trước khi mà quan hệ với chồng thì em còn, nó sẽ có những cái giây phút mà âu yếm gần gũi bên nhau thì em có cảm xúc gì không? Không, em thấy rất là bình thường lắm. À thế à? Không hề có một cảm giác gì. Ngay cả lúc đấy cũng thấy rất bình thường. Và đúng trong rồi. Khi mà quan hệ thì em cũng không thấy có đạt được một cái khoái cảm gì đấy, đúng không? Đúng. Ừ. Thế chồng thì bằng tuổi em à? Hay hơn? Dạ, chồng lớn hơn em 4 tuổi chị. Chồng lớn hơn em 4 tuổi. Bọn em yêu nhau lâu không? Nói chung chúng em yêu nhau cùng thời gian cùng tương đối 1 năm ạ. À, yêu nhau được 1 năm. Anh nghĩ có phải là mối tình đầu của em không? Dạ, không ạ. À, không. Mối tình thứ mấy? Dạ, nói chung cùng thứ hai nhưng mà mối tình đầu của em cũng chưa trải qua một nhu cầu quan hệ tình dục nào. Thế nhưng bây giờ còn mối tình đầu còn ý nghĩa gì hay là còn đọng lại trong em nhiều không? Dạ không, chị nói chung là tất cả mọi cái tình yêu giờ em chỉ dành cho chồng. À, thế và với chồng thì cũng lại là lần đầu tiên mà em quan hệ tình dục đấy à? Dạ vâng ạ. À, thế à. Chị muốn hỏi như vậy để tìm xem là em có một cái ức chế về khía cạnh tâm lý nào không ấy. Có bao giờ trao đổi với chồng không? Dạ cũng có ạ. À thế à? Dạ nói chung cũng có, anh ấy cũng tìm đủ mọi cách để làm vui lòng em nhưng mà em cũng không đạt được cái mục đích. À thế à? Thế trong khi quan hệ tình dục em có suy nghĩ gì không? Em có nghĩ đến cái gì khác không? Em có cái mong muốn là đạt đến một cái khoái cảm nào đó. Không tìm mọi cách, tất cả các cái mọi cách là người dồn tất cả các suy nghĩ vào nhưng mình không bao giờ đạt được cái điều đó vậy chứ. À thế à? Cũng không có nhiều thời gian để mà mình trao đổi sâu và nhưng mà có hai cái mà em sẽ phải hướng tới. Bởi vì như em đã biết, cái quan hệ tình dục là cái mà một trong những yếu tố nó làm cho hạnh phúc gia đình sẽ bền vững hay không, đúng không? Được. Thế thì một là cái không ham muốn này nó là do tâm lý. Ví dụ như cái tâm lý căng thẳng hay là ví dụ như em lại thần tượng hóa quá về cái vai trò của tình dục, hoặc là em nghĩ đến cái khoái cảm nó là một cái gì đấy nó lớn lao và mình cứ cố phải đạt được thì chính cái cố gắng trong quá trình cố gắng như thế tức là mình đã kiềm chế. Nếu như nó không phải ở mức độ như vậy thì có thể là chồng em cũng chưa làm thỏa mãn được em bằng cái cách nào đó tác động vào những cái điểm kích thích như là cơ thể em mong muốn ý, thì điều đó là cũng cần phải trao đổi cởi mở với chồng để giải tỏa cái yếu tố tâm lý. Hay là nói cách khác, trao đổi với chồng để mà hai vợ chồng có thể đạt tới được cái sự hòa hợp với nhau nhá. Cái thứ hai là có thể do yếu tố nội tiết. Và nếu là do yếu tố nội tiết thì mình cần đến bệnh viện ấy để được xét nghiệm các cái hormone sinh dục ấy. Nó có thể là nó kém đi thì và cái này thì nó lại rất là tinh tế, cái hormone đó nó rất là tinh tế và rất là nhạy cảm thì cần phải được xét nghiệm và chẩn đoán một cách cụ thể để có thể là phải bổ sung hay gì đó, nhưng chị vẫn nghĩ rằng là cái yếu tố tinh thần đóng vai trò quan trọng trong em nhé. Vâng, chúc vợ chồng bạn hạnh phúc nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng, em chào anh chị ạ. Vâng.